Vâng, Zalo xin mến chào các bác. Rất vui được gặp lại các bác trong video ngày hôm nay. Hôm nay thì lại có một chiếc âm ly rất là đẹp. Và đây cũng là một chiếc âm ly cũng được rất nhiều các bác có hỏi và yêu cầu bên em test. Vâng ạ, nói về dòng âm ly này là một cái dòng âm ly cũng khá là bình dân của hãng Pioneer thôi. Nhưng mà nói về chất âm thì nó cũng ghép được rất rất nhiều các dòng loa. Từ kể cả các dòng loa cổ các bác nhé, cả cả những dòng loa đời sau này. Thì đây là một cái dòng âm ly nó không khác gì dòng âm ly của âm ly đài. Đấy, nó chỉ khác âm ly đài, nó bản chất khác âm ly đài, nó chỉ là thiếu phần đài thôi. Còn đây là một cái âm ly về cái cấu tạo và cái những cái chạy, những cái linh kiện nó giống hệt còn một âm ly đài các bác nhé, nó chỉ thiếu phần đài thôi. Nhưng mà đấy chính là lý do để chúng ta có thể mua được một chiếc âm ly giá rẻ các bác nhé. Bởi vì những âm ly đài các bác biết rồi, giá trị nó sẽ cao do nó phần đài. Còn nếu chúng ta không quan trọng về phần đài, chúng ta muốn một con âm ly khỏe, đủ khỏe để đánh được loa to và cũng như là để có cả âm sắc hay, thì hôm nay thì em xin được phép giới thiệu đến một con âm ly, nó là đầu cuối cùng của dòng Pioneer, đó là SA910 bác nhá. Đời cuối cùng của dòng 9 dòng SA. Thì các bác biết là SA thì có 710, 810 và con này là con hết số luôn là 910. Vậy thì con này nó có những cái gì? Hôm nay em sẽ mời các bác chúng ta cùng theo dõi nhá. Hôm nay em cũng tháo cả phần nội thất luôn để quay cho các bác. Đây là một con âm ly âm sắc tốt. Đấy, dạng âm ly siêu âm tụ chạy sáu sắt. Đấy, nên tại sao em muốn giới thiệu được các bác là nó giống một con âm ly đài, nó chỉ khác là thiếu phần đài thôi. Còn các chức năng rồi các chất âm thì nó giống hệt một con âm ly đài luôn. Thì âm ly này của hãng Pioneer sản xuất tại Nhật và sử dụng là vỏ gỗ. Đây, các bác có thể nhìn cái vỏ gỗ của nó đây. Vỏ gỗ của nó đây có rất đẹp nha các bác nhá. Đấy. Đây là chiếc vỏ gỗ của nó đấy ạ. Đấy, đây là vỏ gỗ của nó nguyên bản ạ, mộc mạc ạ. Và em cũng tháo cả cái mặt sắt cho các bác nhá để kiểm quay cho các bác luôn. Đây cái mặt của nó này, mặt phay nhôm. Đấy, trên này thì nó sẽ có một con âm ly khỏe, nó sẽ có đánh cả đầy đủ các cầu ví dụ A, B, C, A cộng B, A cộng C. Đấy. Chỉnh bát check và có cả chỉnh thêm tăng cái giải trần tần nữa. Đấy, tăng thêm giải trần cho bát, tăng thêm giải trần cho tép. Đấy, B là tép, đây là bát, thì đây là cái nút bổ trợ các bác nhá. Âm lượng volume và cộng thêm cái phần khóa âm lượng ở đây nữa. Nếu chúng ta để ở mức độ số 0 này, cái bên trong là để số 0 nhá, thì nó sẽ to. Còn nếu mà chúng ta vặn trong âm 15 decibel hoặc âm 30 decibel ở đây thì nó sẽ cắt đi âm lượng các bác nhá, tiếng nó sẽ nhỏ hơn ạ. Đấy. Và đây là nút chỉnh các chức năng của follow 2, AUX, AUX1, AUX2 của cả follow 1 nữa, cả tuner nữa, thì nó sẽ sử dụng bằng cái cần chuyển ở đây. Còn bình thường nếu các bác nghe AUX1,2 thì cái phần này chúng ta phải gạt về cuối cùng nhá. Nếu chúng ta để follow này nó sẽ không nhận AUX1,2 đâu ạ. Và để tuner nó cũng không nhận AUX1,2 đâu ạ. Thì chúng ta phải gạt xuống đáy cùng cuối cùng cho em. Dạ. Ngoài ra chúng ta có cả cổng suộc. Suộc này có nghĩa là cổng tiếp 1, tiếp 2 đấy. Thì hình dung chung con này sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 5 cổng đầu vào. Còn 2 cổng follow nó là 7 đó nha. Rất nhiều cổng đầu vào đấy. Now nớt, bản năng cân bằng 2 loa. Now nớt, chỉnh tông, defeat. Tức là gì ạ? Đánh qua mạch âm sắc hoặc là không qua mạch âm sắc. Đấy. Nó có hai cách. Chúng ta muốn đánh mộc thì chúng ta có thể để cái chế độ on. Còn nếu chúng ta để chế độ trên cùng, nó sẽ qua cái mạch âm sắc ở đây. Muting, muting là cái phần giảm đi âm. Nếu mà chúng ta gạt xuống âm 20 decibel thì nó tiếng nó sẽ nhỏ đi các bác nhé. Thông thường chúng ta sẽ gạt lên. Công tắc bật tắt nguồn. Ngoài ra chúng ta có một cái hệ thống bổ hỗ trợ Protect đèn báo đỏ. Nếu mà ne không đóng đấy, thì khi đèn đóng, đèn nó đóng các bác nhé. Đèn nó đóng này, nó sẽ không sáng nữa. Còn nếu mà bất kỳ một cái hiện tượng gì chập loa thì cái đèn này nó sẽ báo Protect, thì đèn nó sẽ báo đỏ. Cái này cũng rất là quan trọng. Còn đây là đèn báo nguồn. Cái này nó quan trọng để nó dành cho gì, nó bảo vệ cái âm ly cho nó tốt các bác nhé. Đấy, đây là mạch Protect. Đấy. Ngày mai hai đứa hai nơi. Đấy, em đánh với AR3 căn cước các bác nhá. Đấy, chắc là các bác thử nghe nhá. Ta tự là hết. AR3 luôn các bác nha, các bác nghe cảm nhận nha. Biết ai còn nhớ đến ơn tình đường xưa in bóng hai đứa nay đâu, những chiều hẹn nhau lúc đầu giờ như nước trôi qua
BMW R3 căng cước. Và đây sẽ quay cho các bác về cái phần nội thất bên trong nhá. Đây, cái này em có tháo cả cái phần mặt sắt này. Ở trên này nó sẽ có một cái mặt sắt như thế này, nó che cái phần này đi nhá. Để nó che toàn bộ cái phần âm sắc ở đây. Đây là chiết áp thì em tháo ra vệ sinh xịt dầu đây cho nó sạch các bác nhá. Đấy. Thì em quay tiện thể quay cho các bác luôn. Đây hai tụ nguồn rất là khủng này. Đây là biến áp nguồn này. Đấy. Và đây là sò. Bốn con sò sắt Toshiba chữ đỏ đấy ạ. 2SA676 các bác nhá, sò sắt Toshiba chữ đỏ. Đấy, bên này hai con. Bên này hai con. Hai con. Đấy, về sắt xi rất là đẹp các bác nhá, sắt xi này. Các bác nhìn rất là đẹp nhá. Đấy. Thấy chưa? Đấy, rất là đẹp luôn ạ. Đấy. Dòng này thì giá bình dân các bác nhá, bình dân và đánh được nhiều dòng loa. Em xin nhấn mạnh nhiều dòng loa. Đấy, kể cả loa Mỹ và em đánh cũng ok nhá, cái loa Nhật thế các bác có thể chơi loa cổ. Đấy, thì đây là cái phần cắm cổng sau. Thì chúng ta có rất nhiều các cổng. Folo 1, Folo 2 là dành cho đĩa than rồi. Đấy, ngoài ra cổng tuner AUX1, AUX2, cổng tiếp 1, tiếp 2. Đấy, có 1, 2, 3, 4, 5 cổng vào, cộng thêm 2 cổng Folo là 7. Đấy, và ngoài ra chúng ta có thể chỉnh được âm lượng. Đấy. Âm lượng cầu Nora B, âm lượng AUX2, âm lượng đầu vào cho AUX2, âm lượng cho cổng Folo 2. Các cầu loa gồm A, B, C. Đấy. Dạ. Có thể nằm rè được này. Con này có thể nằm rè được. Làm rè nào. Rè bao được các bác nhá. Các bác có thể chuyển nằm rè bao đây. Có thể lấy âm sắc và có thể lấy công suất tùy. Em này thì có công suất là 152W là công suất tiêu thụ điện và điện áp là 100V. Đấy, và có cả cổng cắm chia điện ở đây. Cầu chì bảo vệ. Đấy. Thì đây là có 3 cổng ABC, các bác đánh được 3 cặp loa các bác nhá. Đấy. Đây là toàn bộ những cái video em quay rất là chi tiết để các bác cùng cảm nhận về một chiếc âm ly bình dân các bác nhá. Thực ra nó bình dân, nó không phải đắt tiền, của Nhật các bác nhá, dòng Nhật cổ. Đấy. Nhật cổ với cái âm sắc thì nó giống với âm sắc của những con âm ly đài, ví dụ như Sansui đài. Đấy. Tụ thì to, tụ này thì nó giống con to như con âm ly Sansui 7000 hoặc Sansui S của Sansui đài. Đấy, tụ của Anna 50V 15.000 microfarad. Đấy, các nhá, thông số này, tụ to rất to luôn. Đấy. Và máy này thì em bao zin cho các bác nhá. Máy bao zin này, bao zin nguyên bản. Đấy, từ kích từ kiếc còn nguyên bản hết. Trong quá trình mà mình nghe mà lâu sau là một thời gian nó có thể lẹt xẹt nổ nẹt đẹt ra loa thì các bác lưu ý là chúng ta phải thay những cái con đèn kích ba chân đi nhá. Đấy, thì còn trên cái máy này nó là nguyên bản. Hiện nay nó đang là nguyên bản. Đấy, còn cái vấn đề về sử dụng như thế nào thì nó phát sinh như thế nào thì mong các bác cũng xin phép báo lại, và cũng như là cần hỗ trợ gì thì xin báo lại để bên xử lý. Đấy. Dạ. Tất cả máy thì em đã quay chi tiết cho các bác rồi. Bác nào quan tâm thì liên hệ với Hoàng Gia Audio. Vâng ạ, và em cũng xin được báo giá để các bác chiếc máy âm ly Pioneer SA910 các bác nhá. Con này em đang bán với giá là 7.200.000 đồng các bác nhá. 7.200.000 đồng trong SA910. Đây là một dòng âm ly cổ sản xuất của Nhật và ghép được nhiều dòng loa. Đấy, dạng âm ly xuất âm tụ nên là tiếng nó rất là hay và rất là khỏe, và chúng ta có thể chơi được rất nhiều dòng loa từ bát 20, 25, 30. Đấy, bác nào quan tâm thì liên hệ với Hoàng Gia Audio. Số hotline ở trên tấm biển màu xanh ạ, 0975884009 ạ. Số này ở địa chỉ 120, cuối ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội các bác nhé. Và tất cả mặt hàng trên em đều ship toàn quốc ạ. Vâng ạ, giá báo công khai và không bao gồm phí vận chuyển. Cảm ơn các bác. 7.200.000 đồng các bác nhá, cho chiếc âm ly Pioneer SA910, một trong dòng âm ly có thể ghép được nhiều các dòng loa Nhật, Mỹ đấy, hoặc là những dòng thương hiệu khác trên thị trường. Cảm ơn các bác, em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau của bên Hoàng Gia Audio ạ.